Chào các em học sinh thân mến, chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài 26 Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỷ 19. Bài này có hai phần la mã. Một la mã thứ nhất, cuộc phản công của phái chủ chiến tại Kinh Thành Huế. Vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương. Hai la mã, nội dung là những cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần một la mã, cuộc phản công của phái chủ chiến tại Kinh Thành Huế. Vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương. Như chúng ta đã học, Hiệp ước Paternót đã chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập, thay vào đó là chế độ thuộc địa nửa phong kiến. Nhưng Hiệp ước Paternót không bao giờ chấm dứt được tinh thần kháng chiến chống giặc của nhân dân Việt Nam. Ngay trong nội bộ triều đình cũng chia làm hai phái. Phái chủ hòa là chủ trương hòa với Pháp. Phái chủ chiến mạnh tay hành động, quyết tâm chống Pháp. Chúng ta sẽ đi vào phần một nhỏ, cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7 năm 1885. Cô xin giới thiệu với các con Tôn Thất Thuyết. Tôn Thất Thuyết người đứng đầu phái chủ chiến. Tôn Thất Thuyết sinh ngày 12 tháng 5 năm 1839 và mất năm 1913. Biểu tự Đàm Phu, là quan phụ chính đại thần, nhiếp chính dưới triều Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc và Hàm Nghi của triều đại nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Ông là một vị quan tài giỏi, lập được nhiều chiến công hiển hách, nên được nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng. Đến năm 1881, ông được vua Tự Đức phong thêm chức Thượng Thư Bộ Binh, kiêm thành viên Hội đồng Phụ Chính. Nắm trong tay mọi binh quyền và được sự ủng hộ của phái chủ chiến cùng với tinh thần chống giặc của nhân dân, ông đã mạnh tay hành động, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu chống Pháp. Ông đã ráo riết xây dựng lực lượng, bí mật liên kết với các sĩ phu, văn thân, hào kiệt khắp nơi, xây dựng căn cứ Tân Sở, quản trị, tích trữ lương thảo, khí giới, phòng khi có biến, sẽ đưa vua và triều đình ra cố thủ. Ông cô lập, gạt bỏ phái chủ hòa, phế truất các vua thông với Pháp và đưa Ưng Lịch, người có tinh thần chống Pháp, lên ngôi vua. Cô xin giới thiệu với các em. Vua Ưng Lịch lên ngôi vua, lấy hiệu là Hàm Nghi, vì vua quyết tâm chống Pháp. Hàm Nghi húy là Nguyễn Phúc Ưng Lịch. Khi lên ngôi đổi thành Nguyễn Phúc Minh, sinh ngày 3 tháng 8 năm 1871 tại Huế, là vị hoàng đế thứ 8 của nhà Nguyễn, là em trai của vua Kiến Phúc và vua Đồng Khánh. Năm 1884, Hàm Nghi được các phụ chính đại thần là Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết đưa lên ngôi vua ở tuổi 13. Với tấm lòng yêu nước nhiệt thành, không sợ hiểm nguy gian khổ của vua Hàm Nghi, đã khiến tất cả các quan đại thần thán phục và dốc lòng phò tá. Tất cả mọi hoạt động đó của Tôn Thất Thuyết đã làm cho Pháp vô cùng lo sợ. Chúng tìm cách thủ tiêu ông và diệt trừ phái chủ chiến. Toàn quyền Pháp ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ có tên là De Cossy. Giới thiệu với các em tướng De Cossy. De Cossy đã đem quân đội vào Huế uy hiếp
đồng thời ép buộc Tôn Thất Thuyết phải qua gặp mặt nhằm tìm cách bắt cóc và thủ tiêu Tôn Thất Thuyết. Nhưng Tôn Thất Thuyết đã phát giác được âm mưu của De Cussy. Ông đã tìm mọi cách từ chối, cáo là bị bệnh, không qua được. Ngày 4 tháng 7 năm 1885, sau khi nhiều lần thúc ép, buộc Tôn Thất Thuyết phải qua gặp, thất bại, De Cussy bèn gửi một tối hậu thư buộc triều đình Huế trong một ngày phải đưa Tôn Thất Thuyết qua gặp. Tình hình căng thẳng cực độ, phái chủ chiến quyết định thực hiện kế hoạch đã chuẩn bị trước là tấn công thực dân Pháp ngay tại kinh thành Huế. Xin giới thiệu với các em lược đồ kinh thành Huế năm 1885. Đêm mùng 4 tháng 7 năm 1885, trong lúc De Cussy đang đãi tiệc ở bên kia sông Hương, Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tấn công tòa khâm sứ và đồn mang cá. Lực lượng gồm 3 đạo binh. Đạo thứ nhất do Tôn Thất Lệ là em của Tôn Thất Thuyết chỉ huy, có nhiệm vụ vượt sông Hương phối hợp với 5.000 thủy quân triều đình đánh thẳng vào tòa khâm sứ Pháp, đại bản doanh của De Cussy. Đạo quân thứ hai do Trần Xuân Soạn chỉ huy, có nhiệm vụ đánh úp, tiêu diệt toàn bộ lực lượng quân Pháp trong đồn mang cá. Đạo quân thứ ba do Tôn Thất Thuyết chỉ huy, có nhiệm vụ điều phối chung, vừa trợ chiến vừa dự phòng. Nếu cuộc tấn công thất bại thì đưa vua và triều đình ra tân sở. Diễn biến vào khoảng 1 giờ sáng ngày 5 tháng 7 năm 1885, khi trăng vừa mọc, trong cảnh khuya tĩnh mịch, bỗng nhiên tiếng đại bác nổ xé trời, tiếng súng nổ vang rền, lửa cháy rực ở đồn mang cá và tòa khâm sứ. Cuộc chiến nổ ra vô cùng ác liệt, quân Pháp bị tấn công dữ bất ngờ, binh lính sĩ quan hốt hoảng rối loạn, một số tướng tử trận. Sau khi củng cố lại tinh thần, khoảng 3 giờ 45 phút sáng, quân Pháp đã phản công chiếm hoàn thành. Dọc đường đi, chúng đốt phá, cướp bóc, xả súng, tàn sát nhân dân ta rất dã man. Tiếng than khóc, kêu la, xen lẫn tiếng súng đạn làm náo động cả một góc trời. Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 5 tháng 7 năm 1885, quân Pháp tràn vào đại nội, chúng ra sức cướp hết của cải, vàng bạc, châu báu, vật phẩm quý báu trong hoàng cung suốt 3 tháng. Cô xin giới thiệu với các em một số hình ảnh về trận đánh ở tòa khâm sứ và Pháp tấn công hoàng thành Huế. Mời các em ghi bài. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7 năm 1885. A nhỏ, nguyên nhân. Phái chủ chiến trong triều đình Huế, đứng đầu là Tôn Thất Thuyết, vẫn nuôi hy vọng giành lại chủ quyền khi có điều kiện. Ý thứ hai, thực dân Pháp tìm mọi cách tiêu diệt phái chủ chiến. B nhỏ, diễn biến. Đêm mùng 4 rạng sáng ngày 5 tháng 7 năm 1885, Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tấn công tòa khâm sứ và đồn mang cá. Quân Pháp nhất thời rối loạn. Sau khi củng cố lực lượng,
Chúng phản công chiếm hoàn thành, chúng tàn sát cướp bóc hết sức dã man. Sau khi thất thủ ở kinh thành Huế, Tôn Thất Thuyết đã có hoạt động gì tiếp theo? Mời các em tìm hiểu qua phần 2 nhỏ, phong trào Cần Vương. Sau thất bại ở kinh thành Huế, Tôn Thất Thuyết đưa vua và triều đình chạy ra căn cứ Tân Sở ở Quảng Trị. Tại đây, vào ngày 13 tháng 7 năm 1885, Tôn Thất Thuyết nhân danh vua Hàm Nghi ban chiếu Cần Vương lần thứ nhất và nhận thấy địa bàn Tân Sở chật hẹp, dễ bị Pháp bao vây lùng bắt, nên Tôn Thất Thuyết tiếp tục đưa vua Hàm Nghi cùng với phái chủ chiến Vương Trường Sơn ra Bắc lập căn cứ ở làng Phú Gia, Hương Khê, Hà Tĩnh. Tại đây, vào ngày 20 tháng 9 năm 1885, vua Hàm Nghi ban chiếu Cần Vương lần thứ hai. Nội dung của hai chiếu Cần Vương là tố cáo tội ác của thực dân Pháp và kêu gọi sĩ phu văn thân và nhân dân cả nước đứng lên kháng chiến, giúp vua bảo vệ đất nước. Cô giới thiệu với các em hình ảnh thành Tân Sở ở Quảng Trị. Và bên đây là chiếu Cần Vương. Hưởng ứng lời kêu gọi của vua Hàm Nghi, hưởng ứng chiếu Cần Vương, một phong trào yêu nước chống ngoại xâm đã dâng lên sôi nổi, kéo dài đến cuối thế kỷ 19, được gọi là phong trào Cần Vương. Phong trào Cần Vương được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, từ năm 1885 đến năm 1888, phong trào bùng nổ khắp cả nước, gồm hàng trăm cuộc khởi nghĩa. Sôi nổi nhất là ở các tỉnh Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Đến cuối năm 1886 thì Tôn Thất Thuyết lên đường sang Trung Quốc cầu viện. Giai đoạn thứ hai là từ năm 1888 đến năm 1896. Thì trong đêm ngày 30 tháng 10 năm 1888, Trương Quang Ngọc là một trong những vệ sĩ của vua Hàm Nghi đã phản bội, làm tay sai dẫn đường cho quân Pháp vào đến nơi ở của vua, bắt vua trong lúc đang ngủ say. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ vua Hàm Nghi thì hai người con của Tôn Thất Thuyết là Tôn Thất Tiệp và Tôn Thất Đạm đã hy sinh. Sau khi bắt được vua Hàm Nghi, thực dân Pháp ra sức dụ dỗ, thuyết phục, mua chuộc vua Hàm Nghi cộng tác với chúng, nhưng đều bị thất bại. Pháp đày vua Hàm Nghi sang Algeria ở Bắc Phi, là thuộc địa của Pháp. Tuy vua Hàm Nghi bị bắt, nhưng phong trào Cần Vương trong giai đoạn này vẫn được duy trì và dần quy tụ thành những cuộc khởi nghĩa lớn có quy mô và trình độ tổ chức cao hơn. Giờ cô mời các em viết bài phần 2 nhỏ nhé. Phong trào Cần Vương. Tôn Thất Thuyết đưa vua chạy ra căn cứ Tân Sở, Quảng Trị. Ngày 13 tháng 7 năm 1885,
Tôn Thất Thuyết nhân danh vua Hàm Nghi ban chiếu Cần Vương, kêu gọi văn thân và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước. Phong trào Cần Vương diễn ra sôi nổi. Phong trào Cần Vương gồm có hai giai đoạn. Giai đoạn 1, từ năm 1885 đến năm 1888, phong trào bùng nổ khắp cả nước, sôi động nhất là ở các tỉnh Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Giai đoạn 2, từ năm 1888 đến năm 1896, phong trào vẫn được duy trì và dần quy tụ thành những cuộc khởi nghĩa lớn có quy mô và trình độ tổ chức cao hơn. Các em viết bài xong chưa? Chúng ta cùng tiếp tục nhé. Nói thêm về Tôn Thất Thuyết. Vào năm 1886, Tôn Thất Thuyết sang Trung Quốc cầu viện. Các em có nhớ khúc nãy cô giảng chưa? Ừ. Nhưng mà nhà Thanh đã bắt tay với Pháp, từ chối sự giúp đỡ, không về nước được. Tôn Thất Thuyết đã mất tại Trung Quốc năm 1913. Trong lịch sử Việt Nam vào những thập kỷ cuối của thế kỷ 19, Tôn Thất Thuyết xuất hiện với tư cách một người yêu nước lẫm liệt, một bản lĩnh kiên cường, một nhân cách lỗi lạc. Nhân dân đã ca ngợi ông bằng những lời lẽ trang trọng và đẹp đẽ nhất. Nước ta quan tướng anh hùng, bách quan văn vũ cũng không ai tày. Còn về phần vua Hàm Nghi, vị vua cuối cùng của Việt Nam, cũng là vị vua quyết tâm chống Pháp. Vua Hàm Nghi nuôi chí lớn nhưng không thành. Vua bị chính thân tín của mình phản bội, và ông là vị vua đầu tiên của triều Nguyễn bị giặc Pháp đưa đi đày mãi mãi, không được trở về quê cha đất tổ. Sau khi bị bắt, vua Hàm Nghi bị đưa vào Sài Gòn, tạm giam trong một trại binh, chờ chính quyền Pháp chuẩn bị thủ tục lưu đày. Ngày 13 tháng 12 năm 1888, vua Hàm Nghi bị đưa xuống chiếc tàu mang tên là Biên Hòa, vượt đại dương đi Bắc Phi khi ông vừa bước qua tuổi 18. Ngày 14 tháng 1 năm 1944, Hàm Nghi qua đời vì bệnh ung thư dạ dày, mang theo nỗi hờn vong quốc không bao giờ nguôi trong tâm trí. Bài học đến đây đã kết thúc. Các em nhớ viết bài và học bài đầy đủ nhé. Cô chúc các em luôn vui khỏe, nhớ giữ gìn sức khỏe và thực hiện tốt 5K trong mùa dịch này các em nhé. Thân ái chào các em.